Dạ vâng, này này em đây. Em xin phép được gửi lời chào, gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả quý cô bác anh chị ạ. Đã và đang xem trên kênh tiệm giày siêu tập 8 cũng như kênh đồ siêu tập 88 ạ. Số liên hệ mua hàng của bên em là số 0987 377 553. Tiếp theo đó số Zalo là số 0919 624 628 425 nhé. 0919 628 425. Quý cô bác anh chị nào lần đầu tiên đến với kênh em thì vui lòng dành cho em nút đăng ký kênh nhé. Đăng ký bằng cách quý bác anh chị ấn vào chữ đăng ký phía bên phải màn hình khi cái điện thoại của anh chị dựng đứng nhé, rồi nhấn tiếp vào hình của chuông. Khi đó anh chị sẽ là một trong những rất là nhiều quý bác anh chị nhận được những video đầu tiên từ bên em tải lên. Bởi bên em có rất nhiều các mặt hàng khác nhau quý bác anh chị nhé. Anh chị quan tâm sản phẩm gì thì cũng vui lòng liên hệ với em nhé. Em mà xin cảm ơn rất là nhiều. Đó. Mà bên em hàng tất cả em lên kênh là đều là hàng đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng si anh chị nhé, và đều chưa bao gồm việc ship anh chị nhé. Cũng có những bác nói là tại sao bán hàng không bao ship, thì thực ra là mỗi người có cái cách, có cái chiến lược kinh doanh, có cái cách kinh doanh riêng, bán hàng riêng. Có bạn chị được bao ship thì đồng nghĩa với việc anh chị họ cũng đã tính cái tiền phí vào hàng của các bác rồi nhé, các bác nhé. Đấy, cho nên các bác cũng thông cảm, thì mỗi người có một cái cách riêng. Em lại nan man rồi. Đó, trước mắt quý cô anh chị đây là một cái đôi giày thương hiệu, đây là đôi giày 3 sao thương hiệu của nó, thì đôi giày này em đang nó made in Italy, một đôi giày đến từ Ý anh chị nhá, sản xuất tại Ý luôn, made in Italy này, nót da anh chị này, tất cả xung quanh nó mềm sụn như bún, không biết nó thiết kế cho đặc biệt cho cái dòng người ta sử dụng cái gì. Mà đây là tem tròn của nó đây, logo thương hiệu nó đây, và phần đế đây được may chỉ anh chị nhìn nó thấy nó uy tín rồi anh chị nhá. Da phần này là da lộn nhá, màu lâu phối với da da thật màu trắng. Đây có hình có 3 ông sao thêu thêu lỗ anh chị nhá. Đôi giày này nó có cực kỳ luôn, mà sử dụng là rất nhiều các mục đích khác nhau. Đấy. Đôi giày này có thể đi đá bóng này, đi chơi, đi cà phê này, chạy mô tô này, nói chung sử dụng được đa di năng của anh chị nhé. Đó, nó không như một số cái dòng giày khác, ví dụ một số dòng thể thao nó chỉ có đi chơi, đi đi bộ thôi, đi đá bóng thì không thể được, nó bục ngay của anh chị nhé. Đấy, em nói ví dụ đấy, có một đôi giày này mà chỉ có một đôi chứ không có hai anh chị này. Con này có gì 41 nhá, có size 41 có size 41 anh chị nhé. Úi sổ, nó mềm mềm nó không thể tưởng được. Chị em chỉ có một đôi kiểu này duy nhất anh chị nhé, một đôi kiểu này duy nhất thôi, size 41. Em bán với giá là bao nhiêu ạ? Em bán với giá là 700.000. Nên cho mã 1 này, size 41 này, giá 700.000 chưa bao gồm phí ship nhá, 700.000. Hôm lâu lâu cũng về được một đôi em bán 700 750. Em bán 700.000 cho đôi giày này, đặc biệt thích hợp với bác nào trung tuổi và trẻ này, các anh chị này. Có 6 70 không nên đi anh chị nhá. Nên xem mã 1 size 41 giá 700.000, nên xem mã 1 size 41 giá 700.000. Đôi giày quá chất. Đây họ thêu anh chị này, họ thêu này. Đó. Nên xem mã 1 size 41 giá 700.000. Nên xem mã 1 size 41 giá 700.000. Này em lên cho anh chị toàn giày đẹp. Toàn giày đẹp hết anh chị nhá. Toàn giày đẹp hết. Nên xem mã 2. Này. Đôi giày nó quá đẹp. Quá đẹp, quá đẳng cấp luôn. Em xem mã 2. Đôi đỏ ni. Đẹp chưa? Đôi đỏ mi này, đôi đỏ mi quá đẹp luôn. Phần đế này, đây là thương hiệu Múc. Thương hiệu Múc của Nhật này. Thương hiệu Múc của anh chị nhá, một đôi đờ mi có màu vàng, màu lâu, màu da bò của anh chị nhá, màu lâu da bò. Ở phần này thì nó bị tròn một tí này, không sao của anh chị nhá, tròn một tí không sao. Còn này mua mới thì mới của nó cả nghìn đô anh chị ạ, mới của nó cả nghìn đô. Cái chất da của nó anh chị này. Đó. Quá đẹp luôn. Size 42 cả nhà nhé, size 42 lên xem mã 2, size 42 giá 450.000, lên cho mã 2 size 42. Mã 2 size 42 giá 450.000. Em bán giá rất là rẻ, các anh chị cũng đừng trả giá em nữa nhá. Mã 2 450.000, mã 2 450.000 cả nhà nhá. Mã 2 450.000. Lên cho mã 3. Mã 3 em lên một đôi bani. Đôi bani đôi này là đỉnh cao. Về chất da của nó các anh chị nhá.
về chất da này, da bò xịn luôn. Đấy. Một đôi Bali siêu siêu đẹp, size 42 cả nhà nhá, full da luôn. Một đôi Bali của anh chị này. Anh chị nhìn này. Hiệu Bali. Chất da thì anh chị yên. Số da của nó này, những cái đường nét anh chị này. Những cái đường bò nó này. Sắc sảo, tinh xảo. Quá là đẳng cấp luôn. Đấy, toàn trên 1.000 đô hết anh chị nhá, toàn trên 1.000 đô hết. Đây, nó được may chỉ hết ở trong anh chị này, may chỉ âm ở trong hết này. Anh chị yên tâm chất lượng nha. Đó. Mình thường những đôi này thì em bán ở những số khác cũng thế, bán đúng giá lắm, có khoảng 1 triệu rưỡi anh chị nhá. Khoảng 1 triệu rưỡi. Riêng em bán ngày hôm nay em bán thì có bác 750.000 thôi. 750.000 mã 3 một đôi Bali này. Một đôi Bali, giày của Bali thì anh chị biết rồi. Nó đẳng cấp như nào anh chị biết rồi, và giá nó bao nhiêu tiền anh chị biết rồi, kể cả những cái dòng giày tầm trung. Giá của nó tầm toàn vài triệu một đôi đâu các bạn chị nhé. Nên cho mã 3 size 42 giá 750.000, mã 3 size 42 giá 750.000 một đôi giày người. Hiệu Bali anh chị nhé. Anh chị lên cho em một đôi giày Nhật. Một đôi giày Nhật. Đôi giày Nhật thì đôi này có size nên lớn một tí. Đôi giày Nhật anh chị nhé. Đôi giày lửa Nhật của anh chị nhé. Nó thiết kế kiểu độc đáo thế này đấy. Đấy. Thiết kế dáng thuyền. Đó. Quá đẹp luôn. Cái này thì size hơi lớn một tí anh chị nhé. Size nó hơi lớn một tí. Size 42 trở ra nhé anh chị nhé. Anh chị nào chân tay chân size 42 trở ra thì đi thì vừa. Đế con này khoảng 2 phân anh chị nhé. Đế khoảng 2 phân thôi. Nên cho mã 4 này. Size 42 này. 42 rưỡi đi. 42 rưỡi anh chị nhá. Em xả cho anh chị là 350.000 đi. 350.000. Chưa có vùng ship nên cho mã 4. Anh chị nào chân to thì chốt đôi này nhá. Nên cho mã 4 size 42 42 này 5 giá 350.000. Giá 350.000. Tiếp theo một mã này, size cũng lớn này anh chị nhá. Size 42 cộng luôn. Một đôi hiệu hiệu Land Rover này. Hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới này. Đôi này còn mới khoảng 90-95% đế bằng anh chị nhé. Đế cao su non đế bằng anh chị nhé. Hai chiếc như nhau luôn. Form dáng thì chuẩn châu Âu. Chuẩn Âu anh chị nhé. Cái hàng đặt nó phải chuẩn Âu anh chị nhé. Cái màu rất là sạch anh chị. Màu này rất là sạch. Đó. Lên xem mã 5 cả nhà này. Lên xem mã 5. Size 42. Lên cho mã 5 size 42. Mã 5 này. Size 42 này. 390k. Mã 5 size 42 390.000, mã 5 size 42 390.000. Mã 5 size 42 390.000 cả nhà nhé. Chúng ta tiếp một mã giày của Hàn Quốc. Mã giày của Hàn Quốc, mã còn giày siêu siêu bóng, siêu đẹp. Những cái mã giày đôi made in Korea này, đôi made in Korea, phần đế thì anh chị không phải băn khoăn, không phải đế thì đế ba lớp này, cũng đã được chạy chỉ hết này, con này đã được chạy chỉ rất là cẩn thận, và các cái đường nét, giày này là giày đóng thủ công anh chị nhá, giày đóng thủ công chứ không có đóng hàng loạt anh chị nhá, không sản xuất hàng loạt, cái đường nét của nó anh chị có thể xem, đấy, một cái đường, một cái đôi Dami này, à một đôi Oxford, xin lỗi cô bác, một đôi Oxford. Quá đẹp. Một đôi Oxford quá đẹp luôn anh chị này. Size 42 cả nhà nhé. Nên giờ mã 6 size 42 này. 390.000. 390.000 em xả 390.000. Nên cho mã 6 size 42 giá 390. Giày nó đẹp vô cùng. Này các bác không chốt được một chốt đôi nào. 6 2 4 2 4 6. Lên cho mã 7. Lên cho mã 7 một đôi giày quá đẹp luôn. Và hiệu Kenpot. Anh chị hiệu con chuồn chuồn. Đôi giày này của hiệu chuồn chuồn này, em nhớ không nhầm, của Hàn này. Đôi giày dáng rất là trẻ trung. Quá đẹp luôn. Da bỏ này, form dáng anh chị có thể xem. Form dáng anh chị xem.
nó cực đẹp luôn. Đẹp chưa? Size 42 nhá, 450.000. Nên xem mã 7 size 42 450.000, nên xem mã 7 size 42 giá 450.000. Nên xem mã 7 size 42 giá 450.000. Lên một mã giày duy nhất, có duy nhất một mã. Mã rất là bụi. Cái đôi giày này em tháo cho anh chị xem. Cái đôi giày này thì em nói trước với chị này. Của các nhà sản xuất này. Đây là của Dacco này, của Dacco này, của Armani này. Tức là hai thương hiệu kết hợp sản xuất anh chị nhá. Một hãng là Dacco và một hãng là Armani này, của anh chị này sản xuất này. Đôi giày này thì quá là đẳng cấp rồi. Phần đế anh chị có thể xem đã được chạy chỉ 360 độ. Đôi giày là rất là bụi, đặc biệt là anh chị nào mà chuyên quần jean mặc sóc cũng đi vẫn được, sóc áo polo đi cà phê đi dạo nhá, quá là ok. Hoặc là mặc quần jean anh chị nhá, quần jean áo phông thì bọn những đôi giày này thì không ở đâu có anh chị, không ở đâu có, em dám khẳng định như thế nhá, không ở đâu có những đôi giày như thế này, mà chỉ có những shop đồ si như bọn em thôi anh chị nhá, chỉ tìm thấy những shop đồ si như bọn em thôi. Nó quá đẹp, nó quá đẹp anh chị ạ, quá độc và quá đẹp luôn. Cái phần này là phần không phải nó tất cả là bằng vải jean nhá, nó bằng da phối với vải jean, phối vải jean anh chị nhá. Vải jean là người ta chỉ có may kẹp ở đây thôi, may diềm anh chị nhá, còn tất cả là da hết. Phần đế thì yên tâm rồi, đế thì đế bảng anh chị nhá. Đó, lên xem mã 8, lên xem mã 8 đây cả nhà. Em dán nó vào đây. Cái này em dán ở dưới đi, bò xấu mất ra. Nên xem mã 8 nhá, size 42 này, em bán giá 750.000 đi, 750.000. Nên xem mã 8 size 42 giá 750.000, mã 8 size 42 giá 750.000, mã 8 size 42 giá 750.000 cả nhà nhá. Đó. Mã 8 size 42 giá 750.000. Mã 8 size 42 giá 750.000 nha nhé. Tiếp cho em. Mã này xem những cái mã dày như thế này. Mã chờ em xíu. Những mã dày như thế này. Mã này size lớn anh chị nhá. Da này, full da này, t-shirt này. T-shirt này, full da luôn, lót da anh chị nhá. Nó gần như mới 100%. Người quả chuông. Đôi giày mọi chuông anh chị nhá, đôi giày mọi chuông có size 43 anh chị nhá, đôi giày mọi chuông size 43 đã được chạy chỉ hết anh chị này. Anh chị nào mà chân to thì chốt những đôi giày nhá, chân to chân nhỏ bên em có hết, size to size nhỏ bên em có hết nhá, anh chị cần size bao nhiêu cứ nhắc nhá, cứ hỏi em nhé. Nên xem mã 9 đi, size 43 này, 350.000 sản lẻ cho anh chị. Nên cho mã 9 size 43 giá 350.000, mã 9 size 43 giá 350.000 chưa bao gồm phí ship. Em qua tiếp một mã nữa này, một mã size lớn nữa anh chị nhá. Mã cũng size lớn nữa, size 43 44 này. Anh chị này, toàn này nhiều size to anh chị nhá. Đế thì đế đúc 100% rồi, đế cao su đúc 100% cả nhà nhá. Hai bên. Đây. Tem nhãn mã cốt với cái nó dập tất ở đây các anh chị nhá, phun da luôn, hiệu đây Taki đây. Anh chị quan tâm sản phẩm này liên hệ với em nhé, đế thì đế bằng nha anh chị, đế thì đế bằng, da thì da bỏ hạt rồi, da thì da bỏ hạt siêu siêu rồi, siêu siêu đẹp rồi anh chị nhá. Con này sản xuất tại Indo anh chị nhá, con này sản xuất tại Indo, con này có size 43 trở ra anh chị nhá, hai không đi được nhá. Nên xem mã mấy là mã 9, lên cho mã 10 nhá. Lên cho mã 10 đi cả nhà. Có size 43 này. Rồi, cũng 350.000 đi. 350.000 cả nhà nhá. Lên cho mã 10 size 43 giá 350.000, lên cho mã 10 size 43 giá 350.000. Nó là chân to chốt nhá. Nhá. Vì nhiều khi các bác đi mua những size dày nó cũng ít anh chị. Các bạn. Thôi em xin phép phải tạm dừng video đây nhá. Xin rất là mong nhận sự quan tâm ủng hộ của các anh chị gần xa. Xin chào và hẹn lại anh chị ở những video lần sau nhé. Các anh chị qua kênh em thì vui lòng dành cho em nút đăng ký kênh nhé, ủng hộ em nhé.
Em xin cảm ơn rất là nhiều các bác.